thành phố Hồ Chí Minh. Quyết không, để dịch COVID-19 lây lan nhanh trong cộng đồng. Hai tuần lễ tới, được thành phố Hồ Chí Minh đánh giá là thời gian vàng, để chống dịch COVID-19. Bởi, nếu làm bùng phát dịch lên con số 1.000 người nhiễm, tại thời điểm này, sẽ khiến tình hình không thể kiểm soát. Đó là đánh giá của Bí Thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Tại cuộc họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại thành phố Hồ Chí Minh chiều 24 tháng 3. Nhiều nguồn lây nhiễm, thông tin về tình hình dịch bệnh, ông Nguyễn Tấn Bình, giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Nguy cơ lây nhiễm lớn nhất là những người trở về từ vùng có dịch thông qua các sân bay Tân Sơn Nhất nội bài. Bên cạnh đó, những người trên các chuyến bay từ trước ngày 17 tháng 3 và di chuyển theo đường bộ thì chưa kiểm soát được 100%. Trong khi đó, những người nhập cảnh này đã đi qua nhiều địa phương tiếp xúc với hàng trăm nghìn người Việt Nam, nên mỗi khi phát hiện được một ca nhiễm bệnh, việc truy vết để tìm ra những người có nguy cơ lây nhiễm hết sức khó khăn và vất vả. Một nguy cơ nữa là đã phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng dân cư và tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể xuất hiện hai ổ dịch trong cộng đồng. Từ những người tham sự kiện tôn giáo tại Malaysia và đi Ba Buddha, đây là nguồn lây nhiễm đang tiềm ẩn trong cộng đồng và có nguy cơ rất cao. Nguồn lây nhiễm thứ ba là các cán bộ đang giao dịch tiếp xúc trực tiếp với công dân về từ các vùng có dịch tuy đã có phương án bảo hộ, nhưng tỷ lệ của người tiếp xúc gần là cao nhất ông Nguyễn Tấn Bình cho biết thêm. Cũng theo ông Bình, thông thường thời gian ủ bệnh trung bình là 14 ngày. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đã có những trường hợp ủ bệnh dài hơn 14 ngày như trường hợp của bệnh nhân thứ 100 sống ở quận 8. Vì vậy, thành phố sẽ điều tra lại những trường hợp đã nhập cảnh từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 trở lại mà chưa được cách ly tập trung. Đồng thời, sở sẽ nhanh chóng điều tra các ca tiếp xúc gần ở các trường hợp vừa phát hiện. Cách ly lấy mẫu xét nghiệm hoàn tất trong ngày 24 tháng 3 để sớm có kết quả. Chỉ tiếp tục cách ly dưới sự giám sát của cơ quan y tế. Tại nơi lưu trú các nhà liền kề, các căn hộ tiếp xúc gần cùng tầng chung cư và cho phép những căn hộ ở các tầng khác sinh hoạt lại bình thường. Nhưng hạn chế tiếp xúc nơi công cộng để tránh lây lan trong cộng đồng. Giảm tối đa việc đi lại. Tại cuộc họp Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, từ đây đến 2 tuần nữa là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng, là thời điểm vàng trong chống dịch, theo đó thành phố phải kiểm soát chặt chẽ quyết không để dịch bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng trong hai tuần tới, thành phố phải sống tiết kiệm hơn, ít đi lại hơn, tự giám sát tốt hơn, tất cả, để góp phần không làm bùng phát dịch bệnh trong cả nước lên con số 500 người. Chẳng ai có kinh nghiệm đối đầu với trận dịch này, nhưng mỗi người cứ cố gắng góp một phần sức lực. Bà con trong hai tuần tới ở nhà giữ mình cho an toàn, tìm cách điều tiết nhu cầu, có thể, vẫn đi chợ, nhưng không phải đi mỗi ngày. Làm sao giảm tối đa việc đi lại, Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ. Ông Nguyễn Tấn Bình khuyến cáo. Những người trên 60 tuổi nên ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác, người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Tăng cường dinh dưỡng, tập luyện, nâng cao sức khỏe. Mọi người không có nhiệm vụ thì cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt, khi ra đường phải mang khẩu trang và di chuyển cũng phải đảm bảo cự ly an toàn 2m, không được tụ tập trên đường phố để tránh nguy cơ lây lan, ông Bình nhấn mạnh. Còn phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, hai tuần tới cần đẩy mạnh kết hợp nhiều giải pháp và các kế hoạch ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới. Trong đó, các sở, ngành, quận, huyện nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không chủ quan, lơ là vì sự an toàn của người thân và cộng đồng. Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của thành phố. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt cao điểm trong 2 tuần tới, ông Nguyễn Tấn Bình đề xuất thêm tất cả các cửa hàng nếu thực sự không cần thiết thì nên đóng cửa trừ trường hợp các cửa hàng xăng, thuốc, siêu thị và lương thực thực phẩm, các quán ăn, quán nước không được mở máy lạnh. Nhân viên phục vụ phải mang khẩu trang và thường xuyên rửa tay. Nếu các quán không bố trí, được theo yêu cầu phải ngưng hoạt động. Ngưng tất cả các hoạt động tập trung đông người và dịch vụ vui chơi giải trí, bao gồm pizza, máy lạnh, tập gym, các dịch vụ thể thao tụ tập đông người sân gôn. Tạm thời ngưng các điểm tham quan, du lịch. Nếu không thể, thì chỉ tổ, trực tiếp. Từng đoàn với số lượng tối đa không quá 10 người đồng thời. Cần ngừng tất cả phương tiện công cộng, xe buýt trong nội thành. Xe taxi không sử dụng máy lạnh phải mở cửa kính để thông thoáng. Lái xe taxi phải mang khẩu trang và thường xuyên vệ sinh xe sau mỗi lần chở khách ông Bình cho biết. Chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của bạn, hãy bình luận phía dưới nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại